Đây là gói hàng từ Lazada, là cái gimbal là 1.279.000 nè. Đây là đơn hàng của Lazada. Giờ mình mở ra xem bên trong có bị bể gì không nha. Đây là đơn hàng, đây về mình quay mã số đơn hàng nè. Rồi. Rồi, đây là gỡ ra bên trong cũng một lớp mút nữa. Chắc có lẽ là không có vấn đề gì. Đây là vỏ hộp nè. Mô ra vỏ hộp cực đẹp. Mô ra. Toàn chữ tàu không? Rồi, bây giờ mình tiếp tục mở siêu. Rất là kỹ càng. Đây là đã mở siêu xong. Rồi tiếp tục. Đây còn một cái băng keo dính nữa. Rồi, đây là cái bên mình đã mở siêu xong. Bên trong của nó, bên trong gồm có gimbal nè, sách hướng dẫn nè, mô xa nè, rồi gì đây, tay vặn phía sau, dây cáp sạc, vỏ bọc, rồi đầy đủ, không bị vỡ không gì hết. Rồi, ok. Rồi, kỳ này mình sẽ quay phim bằng cái chiếc gimbal này các bạn nha. Để cho nó ổn định và nó sẽ ok hơn với những cái máy quay cũ.